kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn hôm nay của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, 26 tỉnh thành chịu ảnh hưởng trực tiếp, chiếm 41% GDP và 40% dân số cả nước. Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu là khoảng 61.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GDP nhiều địa phương đã bị chậm lại, dẫn đến GDP cả nước trong năm 2024 có thể giảm 0,15% so với kịch bản đề ra. Đây là số liệu mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố. Trong đó thì số tiền bồi thường thiệt hại về người và tài sản do bão số 3 đang không ngừng tăng lên. Hiện thì các doanh nghiệp bảo hiểm đều dồn toàn lực trực tiếp đến hiện trường, hướng dẫn khách hàng thủ tục, giám định, tạm ứng bồi thường nhằm hỗ trợ khách hàng sớm trở lại sản xuất, ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả sau mưa bão. Mặc dù nhiều nơi còn ngập nước, nhưng 90% năng lực sản xuất tại nhà máy này đã được khôi phục. Hơn 20.000 lao động cũng quay trở lại làm việc. Cơn bão số 3 đã khiến toàn bộ trang thiết bị nhà xưởng và hàng hóa tại nhà máy rộng 20 hectare này chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tính tổng bộ, đồng bộ, bao gồm từ trang thiết bị nhà xưởng, trang thiết bị máy móc và hàng hóa, thì tổng cái thiệt hại của nhà xưởng rơi vào khoảng 1 triệu đô. Chúng tôi cũng ngay lập tức liên lạc với đơn vị bảo hiểm và cũng được sự phối hợp rất là tốt ở đơn vị bảo hiểm và đồng ý cho nhà máy đưa ra những hành động khắc phục ngay lập tức để chúng tôi có thể đưa cái hoạt động sản xuất vào trạng thái hoạt động sản xuất bình thường để giảm thiểu tất cả những cái thiệt hại, có thể tối thiểu những cái thiệt hại mà gây ra cho nhà máy. Thấu hiểu thiệt hại nghiêm trọng này, nhiều công ty bảo hiểm đã nhanh chóng chủ động cùng đồng hành hỗ trợ khách hàng phương án tối ưu nhất để giảm thiểu thiệt hại cho cả hai bên. Thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì ngay khi cơn bão xảy ra thì ngay sáng hôm sau thì tập thể lãnh đạo Quyco cũng đã trực tiếp đi các cái tỉnh và ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, ví dụ như là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, để vừa là kiểm tra tình hình cũng như là để phối hợp với khách hàng cũng như là các đơn vị để hướng dẫn khách hàng khắc phục tổn thất ngay để ổn định sản xuất kinh doanh. Sau khi cơn bão mà xảy ra thì chúng tôi tăng cường cái lực lượng để trực 24/24 nhằm tiếp nhận thông tin và cử cán bộ xuống tận hiện trường phối hợp cùng khách hàng để chúng tôi có cái hướng dẫn và hoàn thiện các cái thủ tục làm sao để mà bồi thường cho khách hàng một cách nhanh, đúng đủ nhất có thể. Công tác thống kê, giám định và xử lý bồi thường cho các khách hàng đang được chỉ đạo khẩn trương để nhanh chóng hỗ trợ bồi thường cho các cá nhân, đơn vị chịu thiệt hại. Tổn thất nó có rất nhiều loại, có thể có những cái tổn thất nó chỉ liên quan đến cảnh quan hay là nó không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng có những tổn thất nó có thể là lớn hơn và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh thì có thể là các bên cố gắng giám định nhanh, xác định thiệt hại và thống nhất lên phương án khắc phục sửa chữa cũng như dự toán. Đó thì nói như là làm kiểu cuốn chiếu nhanh nhất có thể để có thể là ước lên được một cái giá trị thiệt hại và có thể tiến hành tạo ứng bồi thường cho khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính đã kịp thời hỗ trợ các tổ chức cá nhân khắc phục thiệt hại. Ngay sau khi bão tan, ngày 9 tháng 9 năm 2024, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm. Tại văn bản này, Cục đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan, xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng, theo thỏa thuận tại hợp đồng và quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho những nạn nhân bị ảnh hưởng do bão. Thì một số các cái địa điểm ngập úng, ngập lụt, thế thì các doanh nghiệp bảo hiểm là chưa tiếp cận được cái hiện trường, thế và chưa xác định được cái mức độ thiệt hại. Bởi vì sau khi mà nước rút thì sẽ tiếp cận để xác định cái thiệt hại và giải quyết cái bồi thường cho cái người tham gia bảo hiểm được đầy đủ, đúng, kịp thời. Như vậy, bên cạnh nỗ lực nhanh chóng xác định mức độ thiệt hại để tiến hành bồi thường, các doanh nghiệp bảo hiểm còn đồng hành hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất. Bão số 3 Yaji và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Và thống kê sơ bộ cho thấy là các công trình có bảo hiểm rủi ro, tài sản không loại trừ bão lũ, dông lốc và chủ xe cơ giới mua bảo hiểm thân vỏ sẽ được các hãng chi trả bồi thường. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, thì người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường thiệt hại. Và trong đó, phân biệt rõ phạm vi bồi thường và phạm vi tạm ứng bảo hiểm.
Vậy thì quy định về tạm ứng bồi thường của các doanh nghiệp và bảo hiểm hiện nay như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết. Thứ nhất là cái quy định về tạm ứng bồi thường cũng như là chi trả bồi thường thì cũng đã được quy định trong luật cũng như là các cái quy định về quá trình bán gọi là bồi thường của các công ty bảo hiểm. Thì hiện tại các công ty bảo hiểm cũng đã cử rất nhiều các cái cán bộ đến giám định thiệt hại cũng như là xác định cái thiệt hại, ước thiệt hại và có những cái tạm ứng tiền chi trả cho các doanh nghiệp cũng như người dân. Thì đối với hiệp hội thì chúng tôi cũng liên hệ và cũng liên lạc thường xuyên với các doanh nghiệp để thứ nhất là để cập nhật các cái thông tin về thiệt hại, tình hình thiệt hại cũng như là tình hình tạm ứng chi trả bồi thường. Thứ hai là chúng tôi cũng đồng hành cùng với các doanh nghiệp hội viên trong việc là tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc nếu phát sinh trong quá trình giải quyết bồi thường, bởi vì như chúng ta đều biết là với cái hậu quả của cơn bão số 3 nó rất là nặng nề và có rất nhiều các cái việc, những cái sự kiện mà có thể nói là từ trước giờ chúng ta cũng chưa gặp bao giờ. Vì cho nên là để mà công tác giải quyết bồi thường được suôn sẻ, được nhanh chóng kịp thời thì rất cần cái sự đồng hành từ cơ quan quản lý cho đến hiệp hội và các doanh nghiệp, và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hội viên của chúng tôi, các doanh nghiệp mà có cái thiệt hại trực tiếp, có các khách hàng bị thiệt hại trực tiếp trong các cái tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng. Việc các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương hướng dẫn khách hàng về thủ tục giám định, tạm ứng bồi thường nhằm hỗ trợ khách hàng sớm trở lại sản xuất, ổn định cuộc sống là cấp thiết. Và một yếu tố quan trọng nữa đó là cần lưu ý sau những tác động của cơn bão số 3, đó là sự cần thiết của việc mua bảo hiểm phòng ngừa rủi ro. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Các thiết bị điện tử, điện lạnh bị ảnh hưởng do mưa bão. Hàng hóa sau nhiều ngày sau cơn bão số 3 vẫn chưa hết ngấm nước. Kho hàng thực phẩm cũng không ngoại lệ. Thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ, nếu kịp mua bảo hiểm, họ sẽ đỡ được rất nhiều thiệt hại, đặc biệt là khi có thiên tai. Qua đây mình thấy nếu không mua bảo hiểm thì cái thiệt hại nó rất là lớn. Mà mình cũng không thể nào giải quyết được. Bởi vì thực ra nó nói là cái hàng hóa nó liên quan đến chất lượng, đến người tiêu dùng. Nên là mình không tự giải quyết được. Thì bây giờ có cơ quan bảo hiểm thì nó tốt hơn. Nó sẽ giúp cho mình được nhiều. Như ở đây chúng tôi thì cái này về bảo hiểm con người thì gần như là tôi mua hết cho anh em. Nhưng bảo hiểm hàng hóa thì cũng thực ra cũng chưa biết đến nhiều. Đấy, hàng hóa là chưa biết đến nhiều. Như vừa rồi thì qua lũ lụt thì vừa rồi mới thấy là cái vấn đề về các một số như là các tập đoàn lớn người ta có đều mua bảo hiểm cả. Như là bên Vin hoặc là bên máy xanh thì người ta đều mua thì người ta cũng đỡ rất là nhiều khi mà xảy ra cái thiên tai hỏa hoạn. Dưới góc độ của các chuyên gia kinh tế, nhiều nước rất coi trọng chính sách bảo hiểm, đặc biệt liên quan đến bão lũ, thiên tai, bởi việc mua bảo hiểm sẽ giúp khắc phục được những thiệt hại. Khâu gọi là bảo hiểm bồi thường, tôi rất là mong muốn là cũng sẽ được triển khai nhanh gọn. Bởi vì tôi hy vọng là nhiều hội kinh doanh rồi doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương thời gian vừa qua cũng đã mua bảo hiểm, nhất là bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm lũ lụt, bảo hiểm bất khả kháng. Đã mua thì rõ ràng cũng sẽ được đền bù ở mức và tương đối thỏa đáng. Đây là một công cụ chính sách vô cùng quan trọng đối với các gọi là nguyên nhân khách quan như là thiên tai, bão lụt, dịch bệnh. Mà đây là cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy là chẳng hạn nếu mà bảo hiểm mùa màng, hiện nay chúng ta cũng chưa có cái bảo hiểm mùa màng, nếu mà có thiên tai thì mà có bảo hiểm mùa màng thì có cái nguồn để chi trả. Thứ hai là bảo hiểm tài sản công, ví dụ như là toàn bộ cái hệ thống hạ tầng của khu vực đấy thì nếu mà có cái bảo hiểm tài sản công thì sẽ có cái đóng góp của bảo hiểm vào trong phục hồi các cái tài sản công đó. Thứ ba nữa là thị trường bảo hiểm khi mà nó phát triển đến mức là để cho cái chi phí bảo hiểm nó phù hợp thì lúc đấy thì các cái tài sản cá nhân cũng sẽ được bảo hiểm hơn. Thì hiện nay phổ biến nhất là bảo hiểm có bảo hiểm ô tô thôi, nhưng ví dụ như bảo hiểm nhà cửa rồi bảo hiểm các cái tài sản cá nhân ở trong cái khu vực mà có thể là chịu rủi ro thiên tai thì cái phát triển thị trường bảo hiểm thì không phải là ngày một ngày hai được, nhưng mà ví dụ như là điều kiện như là thiên tai vừa rồi nó nhìn thấy được là cái cơ hội để chúng ta có thể thúc đẩy cái thị trường bảo hiểm là phát triển theo hướng đấy. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh bảo hiểm giúp bảo vệ tài chính
và đẩy nhanh quá trình khắc phục hậu quả cho người được bảo hiểm sau thiên tai hoặc rủi ro bất ngờ, đồng thời thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội của ngành đối với cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo quyết định số 315 ngày 1 tháng 3 năm 2011 nhằm hạn chế thiệt hại của ngân sách nhà nước thông qua việc chuyển dịch một phần nghĩa vụ hỗ trợ thiệt hại cho các doanh nghiệp bảo hiểm và trong đó có rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, chương trình này được thực hiện với quy mô hạn chế tại 20 tỉnh, thành phố, bao gồm 65 huyện và 748 xã thì cần tiếp tục được đánh giá, bổ sung, điều chỉnh trước khi có thể trở thành một cơ chế lâu dài, ổn định và triển khai áp dụng rộng rãi. Còn ở góc độ doanh nghiệp bảo hiểm, ngoài trách nhiệm xã hội thì đây cũng là một phép thử đối với họ. Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết. Với các doanh nghiệp bảo hiểm thì đây cũng là một lần để gọi là thử cái sức bền cũng như là cái sự bền vững của các doanh nghiệp, bởi vì với cái mức độ chi trả bồi thường lớn như thế thì rất cần các cái quỹ dự phòng bồi thường cũng như là cái tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm để có thể chi trả kịp thời và nhanh cho các khách hàng để khắc phục cái hậu quả sau cơn bão. Thế và sau khi mà cơn bão đi qua thì cái việc mà dọn dẹp hiện trường cũng như là khắc phục lại để hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường được, nó cần phải rất nhiều thời gian và đặc biệt là cần một cái sự gọi là chung tay hỗ trợ của cả cộng đồng. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng và tác động nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhu cầu chi cho phòng chống giảm nhẹ thiên tai ngày một tăng, trong khi ngân sách còn eo hẹp, đặt ra yêu cầu phải phát triển sản phẩm bảo hiểm thiên tai trong dài hạn nhằm chuyển đổi từ cơ chế tài chính thụ động sang chủ động để nâng cao hiệu quả công tác khắc phục hậu quả. Theo thống kê, sau cơn bão số 3 thì các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực bồi thường cho khách hàng một cách nhanh nhất và không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của doanh nghiệp bảo hiểm. Quá trình này được thực hiện theo luật kinh doanh bảo hiểm năm 2023. Với các quy định cụ thể về trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm, vai trò quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hy vọng sẽ bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.